Hoylund được trao số áo huyền thoại tại Manchester United. Theo các nguồn tin thân cận, tiền đạo Rasmus Hoylund của Man United dự kiến sẽ mặc số áo mới ở mùa giải 2024-25. Hoylund gia nhập Man United từ Atalanta vào mùa hè năm ngoái với mức giá ban đầu là 64 triệu bảng cộng thêm 8 triệu bảng phụ phí. Chân sút 21 tuổi đã được trao chiếc áo số 11 còn trống sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Chân sút người Đan Mạch kỳ vọng sẽ được giao chiếc áo số 17, số áo anh đã mặc ở Atalanta sau khi Fred chuyển đến Fenerbahce nhưng sau khi Mason Greenwood được cho mượn. Hoylund đã biến chiếc áo số 11 thành của riêng mình. Trên thực tế, Hoylund đã kết thúc mùa giải 2023-24 với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man United với 16 bàn thắng sau 43 lần ra sân. Tôi mất một thời gian để bắt đầu ở Premier League, nhưng tôi nghĩ mình đã bắt kịp khá tốt. Tôi cảm thấy mình đã tìm thấy nhịp điệu của mình. Hoylund chia sẻ với Tips Black. Hoylund sẽ khoác áo số 9 tại Manchester United như trên tuyển Đan Mạch. Giờ đây, cầu thủ người Đan Mạch hy vọng sẽ có khởi đầu hiệu quả cho chiến dịch 2024-25 khi anh khoác lên mình số áo mà trước đó Anthony Marshall đã mặc. Theo The United Stand, Hoylund sẽ được trao chiếc áo số 9. Một số cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Manchester United từng mặc áo số 9 trong quá khứ bao gồm các huyền thoại như Sir Bobby Charlton, Andy Cole, Dimitar Berbatov và Zlatan Ibrahimovic. Sau khởi đầu sự nghiệp không mấy ấn tượng tại Premier League, Hoylund giờ đây sẽ hướng đến mục tiêu cải thiện thành tích của mình trong mùa giải thứ hai để xứng đáng với di sản của số áo mới. Với việc Hoylund khả năng có số áo mới, tân binh Joshua Zirkzee dự kiến sẽ thừa hưởng chiếc áo số 11. Trước đó, anh đã mặc áo số 9, 10 và 11 khi chơi cho các đội trẻ Hà Lan.